mọi người đã like qua video nha. Anh chị ghé qua xem video để lại cho em một lượt like và một lượt đăng ký để cập nhật giá xe mới nhất hàng ngày nha. Và hôm nay em sẽ giới thiệu cho mình cũng là Yamaha Exciter 155, nhưng mà mình xem qua nhiều màu sơn 3D quá rồi, thì mình cũng cùng em điểm qua một số màu giới hạn của mẫu xe này nha. Ở đây em có màu trắng ngọc trai, ga cà quẹt sẽ là trắng xám đen. Màu này thuộc về phiên bản giới hạn của dòng Yamaha F155 nè. Thì hiện tại mẫu này em có trang bị là cho mình khóa thông minh, cổng sạc USB. Cổng sạc USB nhé. Ở đây, ngay đây luôn, cho mình dễ sử dụng á. Thì mẫu xe này á, thiết kế zin của nhà sản xuất là có một cái, có hai cái tem dán trước nè, cho cái đầu xe nó nổi bật hơn á. Cụm đèn LED thì sẽ tích hợp qua hai bên, cái cụm này sẽ sáng ngày đêm cho mình luôn nha. Rồi, đầu đèn của mình cũng được cải tiến hơn nè, thu gọn lại. Và cụp xuống dưới thay vì ở các dòng xe trước thì sẽ lòi lên trên á. Ở đây em có tem Yamaha ở đây cho mình. Mâm này á, sẽ là mâm zin đi kèm theo xe. Và mâm zin của dòng phiên bản giới hạn sẽ có cho mình một vài điểm nhấn thế này, để cho cái mâm xe của mình nổi bật hơn á. Rồi, ở đây em có xanh ribi cho anh chị nha. Màu xanh ribi phiên bản mới là màu xanh bóng, điểm thêm một chút màu đen nhám. Và tem của nó đi kèm theo sẽ là màu xanh, hai màu xanh đối lập nhau nha, một xanh nổi và một xanh tối nha, để cho cái tem xe của mình nó sáng hơn. Và ở phiên bản xanh ribi này sẽ cũng là trang bị cho anh chị khóa thông minh, cổng sạc USB và có khóa chìa khóa cốp dự phòng cho mình luôn ha. Phiên bản này thì sử dụng khóa smart key nên là có một cái remote cho anh chị, có một cái remote cho anh chị dự phòng nữa, và một cái cho mình sử dụng trực tiếp. Và mình xem giúp em, ở bên này em có một mẫu mới của năm 2023. Một phiên bản F55 mẫu mới năm 2023 cho anh chị. Cái bộ ba này á, là gồm có màu đỏ bóng, màu cam nhám và màu đen bóng nha. Thì ở đây em sẽ giới thiệu cho mình màu đỏ bóng nè. Cái thiết kế mới nó không có gì thay đổi hết, chỉ là khác màu sắc và có thêm nhiều cái màu cho anh chị lựa chọn ở cái phiên bản màu zin này thôi. Em có tem RC nổi cho mình nè. Tem này thì lồi ra ha, có điểm nhấn hơn so với các tem sơn 3D kia này. Ở đây em có Exciter. Ở đây em có tem đỏ, đỏ đen cho mình nè. Và ở đây mình có dòng chữ RC. Tất cả các tem xe hay này kia thì của cái mẫu này sẽ đi kèm là từ zin của nhà sản xuất ra hết. Cho nên đó là anh chị cần xem thêm một số màu còn lại như màu cam, màu đen hoặc là màu đỏ nhám thì anh chị cứ liên hệ cho em theo số điện thoại bên dưới màn hình 0774845914 để được tham khảo nha. Đây, ở đây em có màu đen, vàng đen zin cho mình nè. Cũng là tem RC thì anh chị cũng so sánh là ở cái màu đỏ kia và cái màu đen này, cái màu vàng đen này nó có khác nhau về cái tem xe nè, về cái phần trước đầu xe và cái chỗ tem bên hông này luôn nha. Thì phiên bản màu đỏ kia sẽ là của năm 2023, phiên bản mới nhất, và đây là phiên bản của năm 2022, cũng được trang bị cho mình khóa thông minh, cổng sạc USB cho mình. Thì hiện tại các màu zin bên em đang bán từ 40.500.000 là ở các phiên bản màu zin 2022 và 2023, còn các phiên bản giới hạn thì bên em đang bán là 45.900.000. Anh chị nào có liên hệ đặt lịch trước, em sẽ giảm trực tiếp cho mình 2 triệu vào giá xe, hỗ trợ chi phí xăng xe cho anh chị khi mà mình ở xa. Thủ tục trả góp chỉ cần căn cước công dân, anh chị trả trước từ 5 triệu là được nha. Và mình có bằng lái xe hoặc thẻ bảo hiểm y tế thì mang kèm theo giúp em. Địa chỉ cửa hàng em ở khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Anh chị nào ở xa khi đến cửa hàng thì liên hệ cho em theo số điện thoại bên dưới màn hình, kết bạn Zalo em để được gửi định vị nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau ạ.